Thưa quý vị và các bạn, anh Cơ Sa Ha Hội là lao động chính trong một gia đình ở thôn Gòn 1, xã Lam Sơn, huyện Đình Sơn. Trước đây, anh làm thuê đủ thứ việc nhưng chỉ đủ đắp đổi qua ngày và thuốc thang cho ba mẹ già. Nay, anh bị áp xe phổi, rối loạn chức năng hô hấp, chi phí điều trị hết sức tốn kém, từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một ngày. Để giúp anh Hội điều trị bệnh, có cơ hội khỏe mạnh để lo cho ba mẹ già, chương trình mỗi tuần một địa chỉ đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm hỗ trợ 51 triệu 700 ngàn đồng. Trong chương trình mỗi tuần một địa chỉ kỳ này, chúng tôi mời quý vị và các bạn chia sẻ khó khăn với gia đình chị Não Thị Khuôn ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước. Không cha, cuộc sống của chị Khuôn cơ cực từ nhỏ. Đến khi lập gia đình thì dịch Covid-19 bùng phát, không có việc làm. Chị Khuôn ở nhà chăm sóc hai con và lo cho mẹ già đau bệnh. Mẹ vừa mất, chị Khuôn lại bị lupus ban đỏ, một căn bệnh hiếm gặp. Chi phí điều trị hết sức tốn kém, rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh. Ngày 2 tháng 11 vừa qua, chị Khuôn nhập viện trong tình trạng nặng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị tích cực. Do phát hiện trễ, nên bệnh của chị Khuôn đã làm suy gan, thận và còn nhiều loại thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm, vượt quá khả năng của một gia đình nghèo. Ở địa phương thì cũng nhìn nhận thấy là cái gia đình em Thị Khuôn là rất là khó khăn. Ngay thời điểm mẹ của em còn sống, vẫn là một gia đình hộ nghèo, chỉ là mẹ con làm thuê sinh sống qua ngày. Đến cái thời điểm mà mẹ của em Thị Khuôn mắc bệnh, mắc thì em Khuôn đã có một cái chứng bệnh. Nhưng mà sau khi mẹ mắc thì em không có thể hiện ra là mình đã bệnh. Và hoàn cảnh khó khăn là em đã giấu đi cái căn bệnh mà không biết cái bệnh này là cái bệnh nguy hiểm. Cũng mong rằng các anh chị mạnh thường quân gần xa trong tỉnh và ngoài tỉnh, cũng như là các cái doanh nghiệp, các cái nhà thiện nguyện giúp đỡ cho em. Trước đây, chồng chị Khuôn làm nghề bốc vác để kiếm tiền nuôi vợ con. Nay chị Khuôn phát bệnh, chồng phải chăm sóc chị và lo cho hai con nhỏ. Không đi làm được, khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.
các mạnh thường quân giúp đỡ cho vợ em, gia đình em gì đó. Con em thì còn nhỏ quá. Gia đình chị Khuôn là hộ nghèo nhiều năm nay. Giờ chị Khuôn phát bệnh, gia đình chẳng có tài sản gì ngoài căn nhà tình thương rộng chưa tới 25m2 đã xuống cấp. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp chị Khuôn điều trị bệnh, có cơ hội khỏe mạnh trở lại để cùng chồng lo cho hai con nhỏ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại 02593 824206.